Quý vị các bạn thân mến, tôi lại đang làm video clip này trên chiếc máy bay Boeing 787-900. Và tôi rất thích những cái cảnh quay và làm video ở trên máy bay. Như các bạn đã theo dõi cách đây 2 năm về trước, tôi cũng từng làm. Và hôm nay thì thấy mây trời rất đẹp và tôi muốn làm một cái thước phim này để trả lời cho một số bạn đang rất có nhu cầu hỏi tôi về nhiều vấn đề lĩnh vực khác nhau về tâm linh. Và riêng hôm nay thì tôi xin được trả lời về làm thế nào để tiếp cận được với tâm linh nhanh nhất. Vì câu hỏi này chắc là cũng rơi vào tầm độ khoảng từ 500 đến 3.000 người đã đang hỏi tôi như vậy. Thì xin thưa với các quý vị và các bạn, tâm linh, điều đầu tiên phải định nghĩa tâm linh là gì. Tâm linh tức là các bạn có tâm sống tốt cho mọi người, hành Bồ Tát Đạo nhiều thì các bạn sẽ có được một sự linh ứng. Tâm linh là cái mà bạn phải luôn luôn tin tưởng vào cái sự việc, vào công việc của mình đang theo đuổi, đang luyện tập, thì bạn sẽ kết nối được với những sợi dây năng lượng của vũ trụ, với những sợi dây năng lượng của các đấng bên trên, thì các bạn cũng sẽ đạt được những cái duyên phận mà các bạn sẽ thấy. Có những người luyện tâm linh để mưu cầu, do mưu cầu cá nhân, có thể là do muốn nổi tiếng, hoặc có thể là do mình muốn đi tìm ngôi mộ mà gia đình đang thất lạc, hoặc là do đam mê yêu thích, vân vân. Có hàng tỷ con đường để mà các bạn đến với tâm linh. Thì quý vị các bạn sẽ thấy rằng là hệ thống tâm linh sẽ được bao phủ rất là rộng lớn. Có những người sau một cơn bạo bệnh thì tự dưng có thể nhìn người nào đó và có thể nói cho họ biết những cái điều mà chỉ có bạn biết mà thôi. Hoặc là sau một trận ốm nặng kịch liệt, một trận sét đánh mà không chết, hoặc là một trận điện giật, thì các bạn cũng có thể xem được công việc của người khác, hoặc là các bạn có thể nói cho họ biết trước, dự báo và có thể báo trước cái điểm báo mà xưa nay bạn không bao giờ làm được. Đấy là do căn duyên mà khi não bộ các bạn nó do bị ảnh hưởng chấn động mạnh thì tự dưng cái giác quan thứ 6 nó sẽ phát triển ở trên trong não bộ của các bạn. Và có một loại thế hệ tâm linh thứ hai, đó là những người ngồi thiền, chuyên luyện thiền và cũng mất khoảng 20 cho đến 30 năm thì cũng có người cũng nhìn thấy nhiều điều vi diệu mà xưa nay không thấy, và có thể giúp được rất nhiều người khác trong cuộc sống này. Điều thứ ba, hệ thống thứ ba tâm linh, đó là sự luyện tập có bài bản, phải biết gây xây dựng cái năng lượng sinh học bản thể lớn mạnh, phải biết cân bằng âm dương trong cơ thể, và phải biết tu luyện Phật pháp, thì tâm linh sẽ đến rất nhanh với những người đó. Ở hệ thống tâm linh thứ nhất là có thể người được biết những cái điều bí mật của vũ trụ, có thể chỉ kéo dài được 1 năm cho đến 3 năm, sau đó hệ thống này sẽ tự biến mất. Tại sao lại như vậy? Đó là do họ không biết luyện tập, đó là do họ làm việc kiếm tiền ngay, đó là do họ luôn luôn vỗ ngực họ là người nhất trên trái đất này, thì hệ thống tâm linh nó sẽ biến mất. Về cái hệ thống tâm linh thứ hai, họ nếu như những người đó mà biết tu tập, biết học hỏi, thì
thì hệ thống tâm linh của họ có thể giữ được trong khoảng 10 đến 15 năm là nhiều nhất. Và hệ thống tâm linh thứ ba như tôi nói đó là biết xây dựng các năng lượng bản thể, biết xây dựng cho mình một cái lập trình mà chuẩn bị từ 5 đến 10 năm, thì hệ thống tâm linh này sẽ luôn luôn theo suốt cuộc đời của các quý vị và các bạn. Và tôi khẳng định rằng những người mà ở trong hệ thống luyện tập tâm linh thứ ba này thì các bạn sẽ là những người sống sẽ rất có ích cho xã hội, có ích cho gia đình. Và những người trong hệ thống tâm linh thứ ba như tôi đã nói, gia đình của họ rất ấm êm, rất hạnh phúc, bởi vì họ biết xử lý công việc, họ biết cách trưởng dưỡng cái thân tâm của họ và trưởng dưỡng cho thân tâm của những người thân trong gia đình. Qua một cái video này thì tôi ngồi trên máy bay và tôi thấy rằng là tự dưng hứng khởi thì tôi làm thôi. Tất cả các video quý vị sẽ thấy rằng tôi rất là hoàn toàn là ngẫu hứng, có thể nói là ngẫu hứng lý qua cầu. Tôi không có một cái gì viết trước hoặc là định trước mà cứ tự nói ra. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ liên hệ với tôi qua Zalo theo số điện thoại 0934 559 559 thì có thể giao lưu, có thể học hỏi và chúng ta sẽ trao đổi nhiều kiến thức về tâm linh với nhau. Tuy nhiên là quý vị các bạn nhớ là hãy nhắn tin vào giờ hành chính, tức là 9 giờ sáng tôi bắt đầu sẽ trả lời và đến 4 giờ chiều và tôi xin dừng lại. Hiện nay có một số người đang rất mắc phải đó là bị gia đình bị bỏ bùa, bị bỏ bùa, bùa yêu, bùa hẹn, bùa điều khiển và điện thoại cho tôi rất nhiều. Và xin thưa quý vị các bạn là nếu ai muốn nhờ tôi thì nhớ cho tôi là vào từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều là kết thúc. Bởi vì hiện nay có nhiều người rất là sốt ruột và nôn nóng cho nên là 1 2 giờ sáng cũng nhắn tin gọi điện cho tôi thì tôi sẽ không bao giờ tôi nghe được, bởi vì lúc đó tôi có thể là đang luyện tập và có thể tôi có một giấc ngủ đang rất ngon. Qua video này để cho quý vị các bạn nào mà luyện tập chưa đúng cách thì hãy cố gắng tới Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam của chúng tôi, có các địa chỉ có đăng trên website đó là nguyenngocson.vn để chúng ta luyện thêm một hai lớp thôi, nhưng sẽ giúp các quý vị các bạn được một cái sự trưởng dưỡng thân tâm hợp nhất và có năng lượng mạnh, và các bạn có thể đo được năng lượng của quý vị các bạn hàng ngày hàng giờ và đo được năng lượng của tất cả những người xung quanh, những người đến với bạn, những người không cần đến với bạn mà qua bức hình ảnh các bạn cũng có thể đo được, và các bạn có thể kiểm tra được tất cả đất cát mồ mả của gia đình, dòng họ, dòng tộc và giúp cho những người khác đang gặp khó khăn về mồ mả, về cuộc sống gia đình, về hạnh phúc và về tài lộc. Tạm biệt các quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình này. Cảm ơn hơn 30.000 người đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ, đã like, đã chia sẻ cho mọi người. Chúc quý vị và các bạn một ngày thật vui vẻ.